Kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Nông nghiệp của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ thứ 2, thứ 4, thứ 6 trên kênh BBTV1 và phát lại vào lúc 8 giờ 15 phút trên kênh BBTV2 cùng ngày và các hạ tần số của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn Liên minh Hợp tác xã và Phân bón Mặt trời mới đã đồng hành cùng với chương trình. Vào sáng thứ hai đầu tuần, chúng tôi chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Bên cạnh đó thì nhớ rằng là luôn luôn đón theo dõi bản tin kinh tế nông nghiệp của chúng tôi. Diêu Huyền này, trong các bản tin kinh tế nông nghiệp thì chúng ta luôn luôn mang tới cho bà con cũng như là quý vị khán giả các thông tin rất là hữu ích liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp. Còn trong bản tin kinh tế nông nghiệp hôm nay thì không biết Diêu Huyền có điều gì đặc biệt muốn giới thiệu đến quý vị cũng như bà con nông dân không? Có một điều rất là đặc biệt anh Hữu Trung biết không, là đã từ rất là lâu rồi ở nước ta đã có rất là nhiều những cái mô hình trồng cây dược liệu giúp bà con mang lại thu nhập khá là cao, hàng trăm triệu đồng trên một hecta, cao gấp rất nhiều lần so với những loại cây trồng khác nữa đó. Chính xác là như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, và hiện nay thì tại huyện Bù Đăng của tỉnh Bình Phước của chúng ta thì nhiều hộ nông dân cũng đã chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây dược liệu, và đặc biệt là cây dược liệu có rất nhiều công dụng, dễ trồng, giá trị và lợi ích đem lại cao nữa. Ngoài việc là đem lại những thu nhập cao cho bà con nông dân á, thì bên cạnh đó còn là giải pháp để mà bảo tồn nhiều loại dược liệu quý hiếm nữa đó anh Hữu Trung ạ. Và cụ thể như thế nào á, thì chúng tôi sẽ mời quý vị cùng tìm hiểu trong phần Cùng Nhà Nông Làm Giàu. Còn bây giờ hãy cùng đến với những thông tin kinh tế nông nghiệp trong chương trình ngày hôm nay. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục đối mặt với áp lực chi phí đầu vào. Ra mắt gian hàng kết nối tiêu thụ sản phẩm bình ổn giá. Chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rào cản hợp tác xã phát triển. Trồng cây dược liệu, hướng đi mới của nông dân. Tại phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đánh giá, những tháng đầu năm 2022, xuất khẩu nông sản bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cạnh tranh quốc tế, cũng như sự không chắc chắn từ thị trường truyền thống. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không ổn định, dẫn tới hiệu quả kinh tế sản xuất một số sản phẩm còn thấp, chưa tương xứng với mức độ đầu tư. Ngoài ra, sản xuất nông nghiệp tiếp tục đối mặt với chi phí đầu vào, thức ăn chăn nuôi tăng cao. Khai thác thủy sản gặp khó khăn do giá xăng dầu tăng cao, dẫn tới nguy cơ thiếu hụt nguồn cung phục vụ chế biến, xuất khẩu. Hoạt động xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa thị trường của ngành nông nghiệp chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khi phải thực hiện theo hình thức trực tuyến. Vâng, kính thưa quý vị và bà con nông dân, vì thế mà Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng trong thời gian tới cần kiểm soát tốt nguồn cung, chuỗi cung ứng vật tư, nhiên liệu sản xuất, kể cả hàng hóa tiêu dùng giữa vùng, giữa các địa phương với nhau, không để đứt gãy, đặc biệt là các chuỗi cung ứng của thế giới đối với Việt Nam. Đồng thời cần theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả hàng hóa, đặc biệt là vật tư nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, công nghiệp, nông nghiệp để có chính sách giải pháp kịp thời, đảm bảo cân đối cung cầu, điều hành bình ổn giá phù hợp, bảo đảm cung ứng lưu thông hàng hóa và các cân đối lớn của nền kinh tế. Vài năm trở lại đây, khi chăn nuôi heo gặp nhiều bất lợi, cộng với giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, các nông hộ nuôi nhỏ lẻ ở tỉnh Bình Phước đã chủ động tiếp cận, chuyển sang nuôi heo sữa cho thu nhập đáng kể. Và nhận thấy, đây là mô hình triển vọng đối với nhiều nông dân ở vùng sâu xa trên địa bàn. Gia đình bà Hoàng Thị Hành ở thôn Hai Căn, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, heo rất dễ nuôi, có thể tận dụng các loại rau cỏ tại chỗ. Thời gian từ khi heo sinh sản đến khi xuất bán chỉ trong một tháng nên không phải sử dụng vaccine, thuốc và rất ít bị rủi ro. Hiện gia đình đang nuôi 30 con heo sinh sản. Mỗi năm gia đình bà Hành thu về hơn 500 triệu đồng sau khi trừ tất cả chi phí. Năm là mình có 3 lứa là 20 mấy con heo là mình có 20 mấy triệu rồi. Đó, mà heo nái nó ăn một năm, một bữa ăn của nó là chỉ có 2 lạng rưỡi cám thôi. Đó, còn heo nái á, còn heo thịt ấy thì nó ăn nhiều hơn, nhưng mà mình bán heo sữa thì mình có lợi nhuận nó cao. Hiện tại, gia đình bà Hành đang tiến hành xây dựng thêm chuồng trại, nhân đàn để tiếp tục mở rộng. Các nông hộ trên địa bàn cũng đã học tập, áp dụng mô hình và đã cho thu nhập ổn định. Diêu Huyền này, để cho bà con nông dân không phải mua những mặt hàng cũng như là sản phẩm giá cao và bình ổn kinh tế thị trường, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Quang Minh của huyện Trân Thành, tỉnh Bình Phước cũng đã ra mắt hai gian hàng kết nối tiêu thụ sản phẩm để bình ổn giá nơi đây.
À, đúng như vậy đó anh Hữu Trung ạ. Và gian hàng này thì được đặt tại tiệm tạp hóa của một hội viên phụ nữ làm chủ, với rất là nhiều những sản phẩm được bày bán khá là đa dạng như là trứng, thịt, sữa, rau, củ, quả, rất là nhiều thứ. Gian hàng là nơi kết nối để tiêu thụ những sản phẩm do chính các chị em hội viên tự sản xuất ra, qua đó giúp chị em phụ nữ yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế gia đình. Bên cạnh đó, người dân tiêu thụ sản phẩm cũng được tiếp cận với các sản phẩm an toàn, chất lượng, giá cả hợp lý và ổn định. Rau của các chị mang ra thì cái nguồn thu nhập của các chị phụ nữ từ ngày trồng rau đến giờ thì mang ra quán nhà tôi bán thì thấy cái thu nhập của các chị có cao hơn trước kia, vừa thu nhập thêm cho gia đình. Khi mà thành lập cái gian hàng này thì cái chủ gian hàng sẽ bán những cái sản phẩm là bình ổn giá để chị em là không phải là mua những cái sản phẩm, những mặt hàng mà giá cao đó, là chị em cũng đỡ phần nào là ổn định kinh tế. Từ đầu năm đến nay, các cấp hội phụ nữ huyện Chân Thành đã ra mắt và đưa vào hoạt động 8 gian hàng, nâng tổng số gian hàng kết nối tiêu thụ sản phẩm bình ổn giá trên toàn huyện lên 20 gian hàng với sự tham gia của hàng trăm hội viên phụ nữ tham gia. Qua đó đã kịp thời hỗ trợ và khích lệ chị em hội viên phụ nữ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống. À, Diệu Huyền này, trong phát triển kinh tế nói chung, kinh tế hợp tác xã nói riêng thì vấn đề vốn luôn được đặt lên hàng đầu. Và không biết là Diệu Huyền có nghĩ như vậy không? Diệu Huyền cũng đồng ý với ý kiến của anh Hữu Trung. Diệu Huyền thấy rằng là đa số những hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước đều gặp những cái khó khăn về vốn. Mà một trong những nguyên nhân chính đó chính là do đất của những thành viên hợp tác xã vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, dẫn đến là họ cũng không có tài sản để mà thế chấp cho ngân hàng để mà phát triển vốn, phát triển sản xuất, thúc đẩy hợp tác xã phát triển nữa. Điều này làm cho những cái thành viên không yên tâm với quá trình đầu tư sản xuất. Kính thưa quý vị và bà con nông dân, và câu chuyện ở hợp tác xã thương mại dịch vụ Hưng Phát, xã Tân Lợi của huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước là một điển hình như thế. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về vấn đề này. Hợp tác xã thương mại dịch vụ Hưng Phát có lĩnh vực hoạt động chủ yếu là trồng, chăm sóc, khai thác, kinh doanh các sản phẩm nông sản chủ lực về điều, cao su, cây ăn trái. Hợp tác xã được ghi nhận có nhiều nỗ lực sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, nhưng bất lợi nhất là trong số 150 hectare đất trồng cây kinh doanh của 16 thành viên hợp tác xã, hiện chỉ mới có 16 hectare được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì cái mong mỏi của bà con khi tham gia hợp tác xã cũng muốn là có tiếng nói chung để đề nghị lên ủy ban xã cũng như lên huyện để mà xin được cái chứng nhận sử dụng đất. Nhưng mà hiện tại thì cũng đã qua 2 năm rồi, nhưng mà cũng chưa thấy có một cái kết quả nào nó cho nó chính xác chút xíu. Nhưng mà chỉ nghe nói là đất lâm phần còn quản lý nên không thể cấp sổ cho bà con. Hộ ông Trần Văn Diên, thành viên hợp tác xã, sở hữu 2 hectare sầu riêng gần 10 năm tuổi. Để có được thành quả như ngày hôm nay, gia đình ông đã bỏ ra rất nhiều công sức vào đây và đã qua nhiều lần chuyển đổi cây trồng. Đến nay mảnh đất này cũng đã hơn 20 năm khai phá, thế nhưng ông Diên vẫn không yên tâm với quá trình đầu tư sản xuất. Vì đất chưa được cấp sổ, không có tài sản thế chấp vay vốn, nên việc đầu tư chăm sóc vườn cây cũng không như mong muốn. Ao ước là bây giờ đề nghị là nhà nước quan tâm cho hợp xã viên cho chúng tôi là được cái sổ đỏ để chúng tôi an tâm sản xuất. Bản chất và nguyên nhân chính là hơn 130 hectare đất mà các thành viên hợp tác xã Hưng Phát đang sở hữu, canh tác là đất lâm phần. Do chưa được giao về cho địa phương quản lý, nên cách đây 3 năm, trên cơ sở kiến nghị của các thành viên hợp tác xã, chính quyền, các ban ngành chức năng tại địa phương đưa ra phương án chỉ giao đất dừng sản xuất, trong khi các hộ dân mong muốn được giao đất sản xuất lâu dài. Đây chính là rào cản. Điều mà các hộ dân mong muốn là nút thắt này sớm được các ngành chức năng vào cuộc giải quyết. Vâng, trên thực tế là phần diện tích đất này trên danh nghĩa là đất lâm phần, nhưng mà các hộ dân cũng đã canh tác và trồng trọt để mà phát triển kinh tế từ hơn 20 năm nay rồi. Vâng, do vậy thì khi mà việc chúng ta cấp sổ đỏ sẽ là cơ hội, là động lực để giúp cho các thành viên yên tâm sản xuất và thúc đẩy hợp tác xã phát triển một cách bền vững.
Thưa quý vị, hiện nay nguồn dược liệu tại các rừng tự nhiên thì khá là khan hiếm và cạn kiệt. Bên cạnh đó thì giá các mặt hàng nông sản cũng liên tục xuống thấp, nên là rất là nhiều những bà con nông dân chúng ta cũng đã có những cái hướng chuyển đổi sang trồng cây dược liệu. Và đây được xem là một hướng đi mới và mang lại nguồn thu nhập bền vững cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Bình Phước, anh Hữu Trung ạ. Chính xác là như vậy, Diệu Huyền ạ. Kính thưa quý vị cũng như là bà con nông dân, không chỉ là nâng cao thu nhập đâu mà đây còn là giải pháp để nhằm làm tốt bảo tồn nhiều loại dược liệu quý nữa, và bên cạnh đó thì còn tạo nguồn thuốc dồi dào chăm sóc sức khỏe cho những người mà đang phải dính phải bệnh tật, thưa quý vị. Và nhận thấy giá trị và lợi ích thiết thực từ loại cây này mang lại, nên không chỉ những cá nhân hội đông y trồng mà các doanh nghiệp hợp tác xã còn đầu tư trồng và thu hút đông đảo những thành viên tham gia nữa. Tiêu biểu là hợp tác xã Tấn Tài Phát, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Bây giờ mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu mô hình này nhé. Hộ nông dân Nguyễn Vĩnh Nam hiện đã trồng 4 hectare cây dược liệu gồm cát sâm, còn gọi là cát lâm sâm, sâm đại quang, đinh lăng, khổ qua rừng. Trong đó cát sâm và sâm đại quang là những cây chủ lực. Vì đây là loại thảo dược quý, nhiều công dụng, dễ trồng, giá trị thương phẩm cao, thị trường đang khan hiếm. Cát sâm đó thì giờ là nó có tác dụng, nói chung là bồi bổ sức khỏe, rất là tốt. Cái sâm đại quang vậy, nói chung là ngâm rượu hoặc là nấu uống, làm nói chung phụ nữ thì chừa cái sâm đại quang là chừa mắt mờ yếu, tiểu đường, rất là chuẩn. Đặc biệt đối với cây cát sâm, tất cả từ hạt, thân, lá và củ đều có giá trị thương phẩm. Hạt dùng làm giống với giá 1 triệu đồng trên 1 kg, thân và lá xay ép viên sử dụng trong chăn nuôi gà, củ sử dụng trong ngành y với giá 100.000 đồng 1 kg củ tươi. Cát sâm được trồng 3 năm cho thu hoạch củ với sản lượng khoảng 100 tấn 1 hectare, nhưng nếu trồng càng lâu thì giá trị thương phẩm tốt hơn. Ngoài dược liệu thương phẩm thì ông Nam còn ươm hàng vạn cây con giống cát sâm để nhân rộng cho bà con với giá bình quân 8.000 một cây. Do thị trường khan hiếm, nhu cầu người trồng, người dùng nhiều, nên dược liệu thương phẩm cũng như cây con giống dù chưa đến mùa khai thác thu hoạch, nhưng người mua đã đặt hết hàng. Hiệu quả kinh tế thì cây này là rất là cao, hiệu quả nó rất cao. Nên bà con mà cứ trồng được cái này là chuẩn. Nói chung là giờ tôi đứng nhân mô hình cho nhiều hộ dân, người ta đến người ta đặt giống, để người ta trồng. Nói chung là giờ giống ra 70 vạn rồi mà ra không đủ cho người ta trồng. Giá trị lợi ích từ cây dược liệu đem lại nên không chỉ cá nhân hội viên đông y mà các doanh nghiệp hợp tác xã còn đầu tư trồng, thu hút đông đảo thành viên tham gia. Tiêu biểu là hợp tác xã Tấn Tài Phát, huyện Bù Đăng. Để có đất canh tác, hợp tác xã thuê vườn cao su trồng mới của nông trường cao su Nghĩa Trung thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riền 100 hectare để trồng dược liệu. Trong đó có 3 cây chủ lực là cát sâm 40 hectare, nha đam 5 hectare và sâm đại hành 55 hectare. Khác với cát sâm, nha đam trồng khoảng 8 tháng thì cho thu hoạch bằng hình thức cắt bẹ, trung bình 10 ngày thu hoạch một lần. Với diện tích 5 hectare sẽ cho thu hoạch gối đầu liên tục và thu hoạch 5 năm thì cắt trồng lại. Do mới trồng nên bước đầu vườn nha đam của hợp tác xã Tấn Tài Phát dùng để nhân giống, nhưng nếu thu hoạch thì 1 hectare cho năng suất khoảng 40 tấn 1 hectare một tháng với giá bán 5.000 đồng 1 kg. Cũng như cát sâm, nha đam có nhiều công dụng trong chăm sóc sức khỏe con người nên cung không đủ cầu, giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với nhiều loại cây trồng khác. Kết hợp với Viện Khoa học Hàn Lâm Hà Nội á, thì đầu ra của cát lâm sâm này thì nó báo đầu ra thì tất cả mọi cái. Còn nhà đám này thì có nhà máy ở tại Đồng Nai đăng ký hợp đồng với em, thì thu mua tất cả mọi cái và cùng ký kết là gần tới đây sẽ cùng nhau mở nhà máy luôn. So tất cả các cái công nghiệp ở đây thì cái dược liệu này có nguồn thu nhập rất cao hơn nhiều. Nhưng nguồn trồng dược liệu này phát triển lên thì cái tiềm năng kinh tế nó cao hơn nhiều, vừa giúp đỡ cho hộ vừa giúp đỡ cho cuộc sống của những người dân. Hiện tại là coi nhiều hội viên của tôi đã tham khảo ý kiến và có nhiều người đã có tiến hành trồng. Tổng số hội viên của tôi mà cái diện tích trồng dược liệu là hiện giờ nằm cỡ khoảng gần 200 hectare rồi. Cái đầu ra thì hiện giờ rất nhiều công ty dược đã liên hệ với bọn tôi để người ta sẽ thu mua cái nguồn dược liệu này và người ta ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Diệu Huyền này, có thể thấy rằng là cây dược liệu thì rất nhiều người trồng và diện tích cũng có thể nói là rất lớn nữa. Thế nhưng mà tại huyện Bù Đăng của tỉnh Bình Phước thì đây có thể nói là một điều hoàn toàn mới mẻ với người nông dân ở đây đấy.
Chính vì thế mà để phát triển bền vững trồng cây dược liệu thì rất là cần sự quan tâm vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch vùng, đồng thời tạo cơ chế chính sách để mà thu hút nhiều doanh nghiệp dược đến thu mua chế biến, hỗ trợ bà con nâng cao trình độ sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật mới vào trồng và chăm sóc cây dược liệu tại địa phương mình. Và đến đây thì thời gian dành cho bản tin kinh tế nông nghiệp sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước xin được khép lại. Cảm ơn phân bón Mặt Trời Mới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và bà con nông dân. Hẹn gặp lại quý vị vào số tiếp theo.